À, không mở máy lên được. Màn hình nó bị đứng đó. Tôi đã thử khởi động lại máy rồi. Nhưng mà làm nhiều lần thì nó lại không lên nguồn nữa. Anh có sửa được không vậy? Chắc nguyên nhân là do phần mềm không tương thích với máy thôi cô ơi. Vậy tóm lại là có sửa được nó hay không? Làm sao cũng được để màn hình không bị đứng nữa đi. Chắc phải mất thời gian một chút, khoảng chiều mai lấy được hay không? Tôi đợi lấy luôn được không vậy? Phí sửa mắc hơn cũng được nữa. Vậy phải mất thời gian khoảng 2-3 tiếng vì phải tải lại phần mềm. Bây giờ là 3 giờ, khoảng 6 giờ sẽ xong đó. Cũng được, được rồi. Vậy dữ liệu vẫn còn đầy đủ như trước có đúng không hả? Dạ đầy đủ, lấy ra rồi sẽ nạp vào như cũ. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi nha. À được rồi. Dạ em nghe anh Quy. Lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh đó. Em ở nhà. Jen à, hôm nay anh sẽ về trễ vì có hẹn với khách hàng. Dạ được. Anh về khuya cũng được nữa. Em ý em nói là anh cứ làm xong công việc trước đi, không cần lo cho em đâu. Nhưng anh sợ là em lại lo lắng có người đột nhập vào nhà nữa. Em thấy ổn rồi mà. Jen, để anh tìm người đến ở với em nha. Không cần đâu anh, chuyện đó mẹ của em đã tìm giúp em rồi. Jen à, vậy anh cúp máy nha. Dạ. Xin chào. Trò gì đây? Anh đang làm trò gì vậy hả? Tại tôi gọi điện cho cô không được thôi, nên thử gọi bằng cách này đó. Ôi, vậy mà được nè. Điện thoại của tôi đang ở chỗ của cô Jen. Sao nó lại ở chỗ của chị Jen vậy? Chắc là anh không gọi để hỏi chuyện. Tại sao điện thoại của tôi ở chỗ của cô Jen đó chứ? Nhớ cô. Ông cụ non. Vậy khi nào thì cô về đến nhà? Chúng ta đâu có thân thiết tới như vậy chứ. Sao tôi lại phải báo cáo với anh? Mấy giờ thì tôi về nhà? Tôi có bắt cô báo cáo đâu. Tôi chỉ muốn nói là có bất ngờ đó. Bất ngờ hả? Bất ngờ chuyện gì? Nói ra thì còn gì bất ngờ nữa chứ. Chờ một chút đi. Trời ơi, chỉ biết nói người khác. Mà bản thân thì không có chờ được, nên phải gọi điện báo là có bất ngờ đó. Ừ, cũng đúng ha. Ừ. Chuyện gì vậy? Nói, mau. Thôi mà không nói đâu. Không nói là tôi giận đó nha. Vì tôi là người không thích mấy chuyện ngạc nhiên, anh có hiểu không? Ơi, bình tĩnh đi chứ. Nói, cũng được. Chuyện là như vậy đó. Anh nói gì vậy? Nè, tôi hỏi thật, anh làm như vậy có ai từng tin là bạn bị yếu hay không? Vậy thôi 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 nha. Mạng yếu. Nè, anh làm cái trò gì vậy? Như vậy là đủ rồi đó. Tắt 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 tắt. Đồ điên. Tự nhiên anh tắt máy vậy? Anh ta bị gì vậy chứ? Ôi. Ôi.
Trời ơi, đúng là điên mà. Không được đâu Rita, mục tiêu của cô còn lớn hơn nữa, cô hiểu không? Đã xong chưa vậy? Dạ xong rồi đây, có thể sử dụng như bình thường rồi. Thanh toán giúp tôi nha. Dạ được. Hôm nay nhân dịp gì vậy? Nhân dịp tôi đói bụng thôi. Anh không vội về nhà hả? Tiệc chiêu đãi bộ phận kinh doanh, đừng làm mất danh tiếng đó. Không mất danh tiếng đâu, tôi vẫn đang tập nhảy mà. Tôi xem chuyện mà cô làm cho Chen là chuyện hy sinh rất lớn. Chuyện nhảy hay sao? Chuyện ba người chúng ta. Không phải tôi làm vậy gì cho em đâu. Vậy nếu làm gì tôi thì cũng cảm ơn cô rất nhiều. Tôi làm vì bản thân tôi thôi. Cô cứ thừa nhận đi, cô không phải là người ích kỷ. Dù cô có thích nói, thích nghĩ bản thân là người ích kỷ thì tôi cũng không quan tâm đâu. Thật vậy sao? Đúng vậy. Cảm ơn anh nha, vì anh đã giúp tôi trở thành người tốt. Cô thật sự là người tốt mà. Anh có biết hay không? Bây giờ tôi đã ngừng nói chuyện với bản thân ở trong gương rồi đó anh. Việc đó rất là đáng sợ. Trước kia khi tôi bắt đầu cảm thấy bản thân thực sự tồi tệ, là tôi lại bắt đầu tự mình nói chuyện với mình ở trong gương. Bình tĩnh đi Jen, sẽ không ai biết cô đã làm gì đâu. Khi mọi người về nhà, cô chỉ cần đưa điện thoại cho Rita thôi, mọi chuyện sẽ xong mà. Sẽ không ai biết được cô đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ra Quy, sao anh dám làm chuyện sau lưng tôi như vậy hả? Khủng khiếp lắm. Vì nếu quay ngược lại lúc đó, thời đó vẫn chưa có ai định nghĩa ra từ bệnh trầm cảm, anh có hình dung được không? Tôi cũng không ý thức được. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, lúc đó chắc là tôi thật sự bị trầm cảm.
Nhưng cũng may là tôi đã vượt qua được rồi. Khoan đã, cô hãy phân biệt giúp tôi giữa bệnh trầm cảm và bệnh tâm thần xem. Anh vui tính thiệt á. Vậy sao cô có thể sống được tới bây giờ chứ? Thì đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ kê thuốc cho uống. Nhưng chuyện này tôi không có kể với ai hết. Bệnh này ngồi khóc một mình, tủi thân một mình, tủi thân với người xung quanh. Chỉ cần ai làm gì đó sai một chút là đã nghĩ là chuyện lớn rồi. Tới mức thuốc mà tôi uống, tôi cũng không để ai thấy hết. Ngồi khóc lóc một mình, phải có lý do gì chứ? Kiểu như có gì đó tác động đến tinh thần nên mới bị như vậy. Tôi cũng không biết nữa. Lý do chính chắc là bắt nguồn từ việc tôi không muốn là bản thân mình nữa. Tôi không thích bản thân tôi. Tôi muốn trở thành một người khác. Phải đó, tôi luôn nghĩ là sao tôi không đẹp như người khác, không giỏi và không hạnh phúc được như người khác. Vậy làm sao cô trốn tránh được bản thân? Thì như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Tôi đang rất hài lòng với bản thân Rita ở hiện tại. Vậy thì lúc trước cô muốn trở thành ai vậy? Anh thật sự muốn biết là ai hả? Cô vẫn chưa trả lời tôi là cô muốn trở thành ai. Tôi muốn trở thành cô Jen đó. Cô muốn trở thành Jen sao? Phải. Tôi rất muốn được làm vợ của anh Rawi. Con đến nhà chị Jen rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con vẫn an toàn mà. Con không bị làm sao hết, nhưng mà không biết chủ nhà có bị làm sao hay không thôi. Dạ mẹ, con cúp máy đi. Chị Jen. Non à. Chị Jen à, chị có ổn không vậy? Chị ổn, chị không sao đâu. Không sao đâu. Chị cãi nhau với anh Huy vì chuyện em đến đây có phải không? Thật ra anh Huy, anh ấy cũng nói chị tìm người tới ở cho có bạn. Vì anh ấy không muốn phiền phức khi phải lo lắng hay là quan tâm cho chị nữa. Nhưng thật ra anh ấy nên lo lắng cho chị chứ, không phải sao hả Non? Chị Jen à. Không sao đâu mà. Không sao đâu mà chị. Em sẽ đến ở với chị cho có bạn mà. Anh Huy. Em chào anh.
Bất ngờ chứ? Lúc đầu anh cứ tưởng là em sẽ tìm người giúp việc và cho ở lại để đỡ phải làm việc nhà chứ. Em thuê người giúp việc ở trên mạng đến dọn dẹp khoảng 3-4 tiếng rồi về thôi anh à. Vì em không muốn để người không quen biết ở lại trong nhà của mình. Đi tới đi lui như vậy thật không hay cho lắm. Được rồi, như vậy cũng được. Anh Quy à, em đã làm gì sai hay sao hả? Không đâu, em không làm gì sai hết. Non cũng là em trai của em. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Em tự tin bản thân hơn đi. Em xin lỗi anh nha. Em đừng xin lỗi. Vì em không làm gì sai hết. Như vậy người ta gọi là thiếu tự tin đó. Dạ. Em có biết phụ nữ quyến rũ nhất là khi nào không? Dạ. Là khi mà họ tự tin vào bản thân đó. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Cô có định vào bếp lấy thứ gì hay không? Mở cửa ra đi. Lắm. Đôn ơi, ôi, ơi buồn cười quá đi. Ơi mày bị làm sao vậy Đôn? Bị điên rồi. Đôn à, ơi, mày đi ngủ được rồi đó Đôn ơi.
Đồ ăn tới đây. Nè, thật ra thì cô không cần làm cũng được. Trên đường đi làm kiếm gian cũng được mà. Không có gì đâu, chỉ là nấu ăn thôi tôi làm được mà. À, như vậy đi, hôm nào tôi dậy sớm thì sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng mà cô Chen đâu rồi? Vẫn chưa vậy. Dạo này cô ấy dậy trễ lắm. Lúc trước tôi cũng hay dậy trễ lắm, khuya rồi mà cũng không ngủ được. Đến khi ngủ được thì trời cũng sắp sáng, đến sáng thì lại không muốn dậy. Vậy bây giờ thì sao? Thì nằm xuống rồi ngủ ngay thôi. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết vì sao nữa. Chắc do cảm thấy thoải mái trong lòng. Vậy còn Chen, trong lòng có thể không thoải mái chuyện gì? À, tôi quên mất, anh có chuẩn bị phần biểu diễn gì cho nhân viên bán hàng xem hay không hả? Không, tôi không biểu diễn gì hết, vì tôi là giám đốc mà. Ôi, không được đâu, làm giám đốc thì càng phải biểu diễn chứ anh. Khi mà anh biểu diễn thì nhân viên cấp dưới mới quý anh được chứ. Vậy còn cô? Không phải vì tôi muốn khoe khoang đâu nha, bộ phận kinh doanh cử tôi làm đại diện đó. À, vậy cô định biểu diễn tiết mục gì? Anh từng xem bộ phim Diary Toxy chưa? Điệu nhảy cua kẹp của Jumbo đó. Trời ơi, nè. Nè, chắc là tôi phải mở cho anh nghe rồi. Tôi sẽ nhảy cho anh xem luôn. Nhạc lên. Anh từng nghe qua chưa? Cấm anh cười đó. Nếu như anh muốn xem thì cấm không được cười đâu. Tám giờ rồi đó Chen. Tôi xin lỗi cô Chen nha, vì tôi bật loa hơi lớn. 8 giờ rồi, tôi đi làm trước nha. Chị đã phá vỡ bầu không khí hay sao? Không có đâu chị Chen, Tri ta chỉ đang tập nhảy cho buổi tiệc công ty thôi. Vậy thôi. Nhưng chị lại cảm thấy như chị khiến cho mọi người mất vui đó. Nghĩ nhiều quá rồi đó chị Chen à. Chết rồi.
Alo. Cô còn alo cái gì nữa? Cô mở YouTube, Facebook lên xem tin gì chưa? Chưa. Mới ngủ dậy, có gì hả? Mới dậy? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? 1 giờ chiều rồi, sao bây giờ cô mới dậy chứ? Thì tối hôm qua tôi không ngủ được. Sáng nay uống thuốc rồi ngủ tới giờ này luôn đó. Nhưng mà có chuyện gì hả? Vậy để tôi gửi đường dẫn qua cho cô nha. Cô nhớ mở ra mà đọc đó. Có chuyện gì nói ra luôn đi. Không có được đâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Cô phải tự xem. Được rồi. Khoan đã. Xem xong rồi thì nhớ gọi lại cho tôi nha. Tôi muốn tắm. Tôi biết rồi. Được rồi. Chuyện gì đây hả Chen? Gửi. Chuyện này nóng quá rồi. Ôi, lại hết pin nữa rồi. Xui quá đi. Chuyện gì vậy? Nhẹ tay thôi. Trời ơi. Khoan đã. Anh định giao tiếp bằng suy nghĩ hả? Đúng đó. Anh bị cái gì vậy chứ? Hai người không có chơi mạng xã hội hả? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube cũng được mà. Xin lỗi, tôi thực sự không rảnh. Tôi đang bận việc đó. Còn mạnh miệng nữa hả Quy? Có chuyện lớn đang đợi anh đó. Chuyện gì? Mở máy tính lên đi. Bây giờ mọi người chia sẻ đầy trên mạng rồi. Huh?